Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 10 năm 2015, những cuộc giao tranh giữa lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng với các lực lượng an ninh Iraq và dân quân ủng hộ chính phủ đã khiến ít nhất 18.802 người thiệt mạng. Ngoài ra, còn nhiều người thiệt mạng do không được tiếp cận đủ nước, thực phẩm và chăm sóc y tế. Con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với con số thống kê và khoảng một nửa số ca tử vong xảy ra ở thủ đô Baghdad. Ngoài ra, báo cáo còn nêu chi tiết một loạt hình thức tàn bạo của IS sát hại dân thường. Báo cáo dẫn những thông tin đã được kiểm chứng cho thấy có tới 900 trẻ em ở Mosul bị IS sát hại trong quá trình lực lượng này tiến hành cái gọi là giáo dục tôn giáo và huấn luyện quân sự. Hàng loạt mồ chôn tập thể đã được phát hiện tại những khu vực mà chính phủ Iraq giành lại được từ IS. Liên Hợp Quốc một lần nữa yêu cầu tất cả các bên tham gia xung đột bảo vệ dân thường trước các hành vi bạo lực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ chính phủ Iraq thực hiện các công tác nhân đạo, bình ổn và tái thiết tại các khu vực được giải phóng khỏi IS. Liên Hợp Quốc coi những hành vi bạo lực có hệ thống của IS ngang với những tội ác chiến tranh, những tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Hiện còn khoảng 3.500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và hầu hết đều thuộc người thiểu số Yazidi ở Iraq, vẫn bị IS giam giữ làm nô lệ.